như Rugato đã viết, con sẽ là sóng và mẹ sẽ là biển mơ kỳ lạ. Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ. Và không ai biết mẹ con ta đang ở chỗ nào. Tình mẫu tử là nguồn thiểm vô tận cho các thi nhân. Dẫu đó là đề tài rất xa xưa, nhưng không bao giờ vơi cũ. Tình yêu thương con vô bờ bến vẫn thường được các bà mẹ gửi gắm vào từng lời ru êm ả, sâu lắng. Qua những âm điệu của lời ru ngọt ngào, xa xiết, dịu dàng, những người mẹ còn thể hiện tình yêu thương con bằng những mong ước và khát khao tốt đẹp nhất dành cho con. Từ dòng cảm xúc yêu thương, cảm phục và để người ca những người mẹ, chị Lan Viên đã xây dựng nên các thi phẩm con cò. Với con cò, tác giả đã đưa người đọc đắm chìm trong tình mẫu tử thiêng liêng, trong mong ước cháy bỏng của tình mẹ. Mẹ và con có một sự liên kết mật thiết, luôn có một sự dây vô hình nối chặt con với mẹ từ khi con sinh ra. Và sự dây vô tình ấy chính là tình yêu thương mẹ dành cho con sẽ bên con đến suốt cuộc đời. Bài thơ Con Cò được sáng tác năm 1962, in trong tập thơ Hoa, Ngày Thường, Chim Báo Bão năm 1967 của chị Lan Viên. Viết Con Cò, nhà thơ thông qua một cánh cò tượng trưng dập dìu trong lời ru. Cô hát thể hiện được tấm lòng yêu thương và những mong ước của người mẹ với đứa con còn bé thơ. Hình ảnh con cò qua bài thơ mang nhiều ý nghĩa tượng trưng, luôn luôn biến hóa trong tiếng hát và lời ru. Hình ảnh con cò tượng trưng cho tấm lòng trong trắng, cho những nỗi khổ của những ngày qua, cho niềm vui và ước mơ của hôm nay, cho tình yêu thương rộng lớn của người mẹ với cái bé bỏng cuối cút của con thơ. Dường như với tính chất tượng trưng, cánh cò trong trường hợp nào cũng đủ cả, cũng để lại cho người đọc nhiều ấn tượng. Trong trang thơ, cánh cò không từ có, không từ hiện hữu, bất xí bất dịch như môn vàn câu chữ của thi ca. Nó phải bay xa từ một miền xa xôi lắm. Chị Lan Viên đã đánh thức cánh cò yên ngủ, gọi cò về những lời ru ấp ủ trong tâm hồn thi nhân. Để rồi, qua lời ru của mẹ trên trang thơ, con cò bắt đầu đến với tuổi thơ kỳ diệu của đứa trẻ. Dịu dàng, êm ái, người mẹ bắt đầu thủ thị, tâm tình với niềm yêu thương tha thiết. Con cò bị trên tay, con chưa biết con cò, nhưng trong lời mẹ hát, có cánh cò đang bay. Những dòng thơ thật nhẹ nhàng, êm ái, thấm đẫm tình thương của mẹ. Khi con còn nằm trong vòng tay của mẹ, con nào biết đến con cò, con vạc, con nào biết đến những cảnh bên mẹ hát. Nhưng mẹ đã mang cánh cò đến với con trong những lời ru ấm êm của mẹ. Ở các câu bốn và câu tám chữ, điệp ngữ con cò được nhắc đi nhắc lại như là lời ru ngân nga, dịu dàng, như là lời mẹ muốn kể cho con nghe về hình ảnh con cò bằng chất giọng mượt mà, êm ái. Hình ảnh con cò đã được chị Lan Viên sử dụng làm hình tượng bao trùm lên toàn bài thơ, mà đâu đó thấp thoáng có hình ảnh của mẹ, có hình ảnh của một người, một đời tầm tảo sớm khuya nuôi con khôn lớn. Hình ảnh con cò ăn đêm, cò xa tổ, cò sở gập kinh mềm, cò sở sáo măng, gửi lên cho ta biết bao hình ảnh. Hình ảnh có lẽ là một mình kiếm ăn trong đêm tối, nhưng phải chăng đó cũng là hình ảnh của mẹ, của những người phụ nữ một đời vất vả và cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn, gian khổ. Thế nhưng mẹ vẫn luôn muốn hát cho con nghe về tình yêu quê hương, đất nước. Và rồi con sẽ hiểu được tình yêu mà mẹ dành cho con bao la, vô tận đến nhường nào. Mẹ luôn muốn con yên tâm chìm vào giấc ngủ. Mẹ muốn con hãy ngủ thật ngon, để luôn nhìn thấy cánh cò bay lượn không biết mỏi, vì đã có mẹ mãi ở bên vỗ về, che chở. Giữa mẹ nhiều con ngủ chẳng phân vân. Thi sĩ không chít hết lời ca dao, chỉ gửi thôi mà cả một không gian đã rất xa xăm bỗng trở nên nguyên vẹn. Nơi ấy thanh bình và yên ả, nơi ấy có cánh cò, có những hình ảnh rất đẹp đã đi vào tiềm thức không biết bao nhiêu thế hệ con người.
Ở nơi ấy, ta vẫn nghe được tiếng cuộc đời vất vả, nhọc nhằn của người nông dân, và đặc biệt là của người phụ nữ, những người chị, người mẹ Việt Nam, tiếng những đứa con yêu thương tha thiết. Ta thấy những cò kia vẫn sẵn sàng hy sinh vì con, dù xa cơ, dù chết cũng xin được sáo được trong để khỏi mang tiếng xấu cho con. Dẫu rằng đó chính là lời hát ru, lời ca dao cất tân trong thơ hiện đại, cánh cò vẫn mang theo cả nỗi buồn, niềm vui hòa lẫn, khiến người đọc phải nghĩ suy. Người mẹ dù con trong vất vả, nhọc nhằn, càng ra thêm đắng cay. Cả vì đắng cay mà Xuân Quỳnh từng không giấu nỗi xúc động khi nghe câu hát ấy trong gió Lào và cát trắng miền Trung. Trong gió nóng những trưa hè ngột ngạt, mẹ dù tôi hạt cát sạn hàm răng. Mẹ luôn mong con được hưởng trọn tình yêu thương của tuổi yếu thơ. Trong lời ru của mẹ không chỉ mang đến cho con những cánh cò, mà nó còn mang đến cho con hơi xuân ấm áp, dòng sữa trắng ngọt ngào của mẹ đưa con vào giấc ngủ say nồng. Thêm một người trái đất sẽ chật hơn, nhưng thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt. Đối với con, riêng mẹ là duy nhất. Mẹ từng ngày dõi theo bước chân con. Làm sao con có thể sống hạnh phúc khi thiếu mẹ? Lời ru ngọt ngào đó đã xua tan bao nỗi lo âu khắc khoải, mong cho con có được giấc ngủ êm đềm. Tuổi thơ con thật hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương trong lời ru của mẹ. Và mẹ lại vỗ về và chấp cánh cho con những ước mơ của con trong câu hát ru ấy và trong cả những suy nghĩ của con. Ngủ yên, ngủ yên, ngủ yên, cho cò trắng đến làm quen, cò đừng quanh nôi dù cò vào tổ, con ngủ yên thì cò cũng ngủ, cánh của cò hai đứa đáp chung đôi. Dòng thơ đầu vài cấu trúc đặc biệt ngủ yên được lặp lại ba lần, gợi lên những lời ru êm đềm, đôi bàn tay dịu dàng vỗ về giấc ngủ cho con. Kết hợp với thủ pháp nhân hóa cò đến làm quen, cò đừng quanh nôi, khiến cánh cò càng trở nên sinh động, gần gũi như một người bạn thân thiết của con. Dù con khôn lớn, cánh cò vẫn sẽ luôn ở bên con, theo con đi học, vun đắp những ước mơ cho con. Điệp từ lớn lên cùng với dòng thơ chứa đựng tâm tình của mẹ cho thấy mẹ luôn ở bên, chia sẻ cho con mọi ước mơ, hoài bão. Mẹ mong con làm thi sĩ, một người có tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, yêu cái đẹp và có trái tim nhân hậu. Cánh cò cũng chính là hình ảnh của mẹ sẽ theo con suốt cả cuộc đời. Tình mẹ cứ theo con đi suốt năm tháng, trở thành nhìn trang cho đứa con bé bỏng bước vào đời. Con sẽ bước đi trong niềm tin mạnh mẽ vì cánh cò trắng bay theo gót đôi chân. Cánh cò tuổi thơ sẽ chấp cánh giấc mơ đẹp đẽ, đưa em đến với những phương trời xa. Như cánh cò trong thơ Trần Đăng Khoa khiến nắng về đến thức ngày mới. Cánh cò trắng khiêng nắng qua sông. Cánh cò của Chỉ Lan Viên bị đến thức cả bầu trời, lấp lánh hy vọng những vì sao ước mơ, cho em tương lai đẹp đẽ, sáng rực lên muôn vàn sắc màu. Và trong muôn vàn màu sắc rực rỡ ấy, rất nhẹ nhàng đồng lại một thứ màu dịu dịu, yêu thương, màu của tình mẫu tử, để rồi cho con. Đâu rồi cái kính cò chắc trở hiểm nguy trong câu hát hồi xưa, chỉ còn kính cò em ngủ ngon trong vòng tay mẹ. Em và cò hòa thân vào nhau trong vòng tay ấm áp yêu thương. Cứ như vậy em bé ngủ yên trong tình mẹ dạt dào, trong sự che chở, chăm sóc, nâng niu, ẩn chứa yêu thương vô bờ bến. Đứa bé đón nhận tình yêu, đón nhận lời ru vô thức, để rồi mang hơi ấm của lời ru vô thức ấy đi theo suốt cuộc đời. Lời ru, giọt mật đầu tiên mẹ rót cho em bé trong cuộc đời nó sóng sánh tình mẹ, sóng sánh không khí của đất trời tròn thấm vào lời ru. Em ngủ say, ngủ say trong tình mẹ, ngủ say trong tình yêu thương của đất trời bao la ban cho những thiên thần, cho những tâm hồn bé nhỏ. Và khi ấy, dù con chưa biết con cò, con vạc,
chưa biết những kỉnh mềm mẹ hát, sữa mẹ nhiều con ngủ chẳng vân vân. Mẹ vẫn gọi con, mẹ vẫn nhắc tên con. Sự lặp lại trong lời yêu thương ấy chính là lời nhắn nhủ, lời giải tỏa tâm tình, tràn đầy tình yêu con. Cánh cò, cánh vạc bay, ngân xa mãi tình yêu vô tận. Em bé có hiểu tình mẹ không nhỉ? Được thôi, cứ ngủ đi em ạ, vì có gì em ạ, thành bình bằng giấc ngủ của em trong lời ru ở mưa tha thiết. Mai khôn lớn con theo cò đi học, cánh trắng cò bay theo con đôi chân. Lại nhìn đúng hình của người mẹ với con mình trong thời niên thiếu, buồn bã đủ triệu chứng những bước vào cuộc đời, đứa trẻ cần lắm đôi tay dịu dàng của mẹ. Thế nhưng người mẹ sẽ không dịu dàng con mãi mãi, mà theo năm tháng mẹ tập cho con từ bước đi trên đôi chân chính mình. Có thể thấy ban đầu thì con dẫn con đi học, nhưng dần đà cánh cò trắng chỉ bay theo gót chân con. Khi con ở giai đoạn niên thiếu, tình thương của mẹ dành cho con đã có cách thể hiện khác. Mẹ không còn nâng niu con nữa, mà chỉ đồng hành bên con, dõi theo con mỗi bước chân con. Mẹ muốn con tự đi trong cuộc đời bằng chính bước chân của mình, vì chỉ có thế bước chân con mới vững chãi, không sợ bị vấp ngã. Ta cảm nhận được tình mẹ vừa sâu sắc lại vừa phong phú, cách thể hiện đa dạng. Một lần nữa ta hiểu thêm về mẹ. Chợt nhận hối hận ra ta đã có những lúc hiểu lầm về mẹ. Ở đoạn thứ 3, nó lê nghề con cò, hình ảnh mẹ đã đi vào tiềm thức, hóa nên tâm hồn phong phú cho con người khi trưởng thành. Lớn lên, lớn lên, lớn lên, con làm gì? Con làm thi sĩ. Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ, trước hiên nhà và trong hơi mắt câu văn. Con cứ thế lớn lên, lớn lên, lớn lên trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của mẹ. Con trưởng thành và có con đường riêng của đời mình, nhưng mẹ vẫn không rời xa con. Hình ảnh và tình yêu của mẹ vẫn mãi theo con. Điểm ngữ lớn lên trong lời ru của mẹ như ước mong cho con trưởng thành. Mỗi lúc con lớn lên, mỗi chặng đường cuộc đời của con vẫn có bóng dáng của mẹ, vì mẹ không bao giờ rời xa con. Mẹ sẽ theo con suốt cuộc đời, là bến bờ dịu hiền đón con mỗi khi thành công cũng như khi vấp ngã. Lớn lên, lớn lên, lớn lên, con làm gì? Con làm thi sĩ. Trẻ Lan Viên sử dụng cấu trúc đối đáp từ việc hỏi lớn lên con làm gì để nhận lời đáp con làm thi sĩ. Đó là ước mơ của con, là con đường con đã chọn, hay chính là niềm mong ước của người mẹ mong con khi lớn lên trở thành thi sĩ, mang hương hoa góp nhặt cho đời, mang cái đẹp, mang cái cảm xúc của mình đến với bao con người. Mẹ vẫn tin chắc rằng hình ảnh mẹ mãi in hiện trong từng lời thơ, trong từng dòng cảm xúc của con. Con lúc này không chỉ là người bạn cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng cấp sách đến trường nữa, mà sẽ trở thành cảm hứng nghệ thuật để con, người ca cuộc đời. Hình ảnh cánh cò trắng bay hoài không nghỉ, trước hiên nhà và trong hơi mắt câu văn, cho ta thấy tình yêu con vô bờ, mong muốn chăm lo cho con, dõi theo con, chắp cánh, nâng bước con suốt cuộc đời, giúp cho ước mơ con trở nên trọn vẹn. Nhìn các câu thơ đều có cấu trúc ngắn, duy chỉ có câu thơ cánh cò trắng bay hoài không nghỉ là tương đối dài hơn. Nó như một lời khẳng định, dù bất chấp cả thời gian và không gian, mẹ vẫn mãi dõi theo con. Trước hiên nhà, người lên không gian thật gần gũi, thân thiết, nơi có hơi ấm của mẹ, hình bóng của mẹ, nơi mà con có thể trở về bất cứ lúc nào, nơi luôn dang rộng vòng tay chào đón con những lúc vinh quang cũng như khi con thất vọng, khổ đau. Nơi mẹ luôn mong ngóng con, mong con trưởng thành, trở thành người có ích. Và trong những trang thơ của con, câu văn của con luôn thấm đẫm tình yêu của mẹ, trở thành máu thịt đời con, làm nên hơi mắt câu văn.
xuyên suốt đoạn thơ, hình ảnh mẹ và cánh cò quấn chặt, khó phân biệt, được thể hiện qua lời ru mộc mạc, bình dị. Người mẹ thể hiện niềm ước, mong con trưởng thành hơn trong cuộc sống, vượt qua bão giông của cuộc đời. Chính tình yêu thương mẹ đã chắp cánh cho con tự tin bay vào cuộc đời cao rộng. Mẹ là người cho con sự sống, nuôi con lớn khôn về cả thể xác lẫn tâm hồn. Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ, và cánh cò ở đây lại là khát vọng sáng tạo, ý chí vươn lên. Cánh cò trong những lời ru lại mang những suy nghĩ, triết lý sâu sắc. Con sẽ lớn lên và đi trên con đường của chính mình. Con sẽ không ở bên mẹ nữa, nhưng con biết có một chân lý cuộc đời sẽ không bao giờ thay đổi. Dù ở gần con, dù ở xa con, lên rừng xuống bể, con sẽ tìm con, con mãi yêu con. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. Ôi, tình yêu mẹ bao la biết mấy, cho dù khi con còn tầm bé, cho đến lúc trưởng thành, mẹ vẫn luôn dõi theo những bước chân của con trên đường đời. Mỗi lần con vấp ngã, mẹ sẽ luôn ở bên con, sẽ là động lực để con đứng dậy và tiếp tục bước đi trên chính đôi chân của mình. Nhưng dù có khó khăn thì con mới khôn lớn. Con có đi hết trăm núi, ngàn khe, nhưng có bao giờ con hiểu hết lòng của mẹ? Con đi trăm núi ngàn khe chưa bằng một nỗi tái tê lòng bầm. Cho dù con đã trưởng thành, đã từng nếm trải nhiều lẽ của cuộc đời, thì bao giờ con cũng là con của mẹ, và mẹ luôn mong muốn che chở, bao dung con ngay từ khi con còn thơ bé. Một triết lý của cuộc sống, nhưng sao vẫn rất nhẹ nhàng. À ơi, một con cò thôi, con cò mẹ hát, cũng là cuộc đời, vũ cảnh qua nôi. Ngủ đi, cho cánh cò, cánh vạc, cho cả sắc trời, đến hát, quanh nôi. Hai tiếng à ơi quen thuộc trong những lời ru được cất lên thật mượt mà, chỉ là một con cò trong lời mẹ hát thôi. Thế nhưng có biết bao điều vừa gần gũi vừa sâu xa. Khi cất lên những lời hát ru là lúc mẹ gửi gắm trong cánh cò cả cuộc đời, có những cay đắng lẫn ngọt bùi. Mặc dù chỉ lan viên không nhắc đến những niềm trải của cuộc đời, nhưng những câu thơ của ông cho ta hiểu thêm rằng trong cánh cò kia chất chứa những nông nổi sâu sắc của cuộc đời mẹ. Bài thơ Con Cò được xây dựng bằng bút pháp nghệ thuật độc đáo. Trước hết, về thể thơ, tác giả sử dụng thể thơ tự do bởi nó có biểu hiện nhiều cung bậc cảm xúc một cách tự nhiên, linh hoạt. Tuy tác giả không sử dụng thể lục bát quen thuộc, nhưng bài thơ vẫn mang âm hưởng nhẹ nhàng, tha thiết của lời ru. Bài thơ không đơn thuần là một lời hát ru, mà còn là những triết lý về cuộc đời của con người. Nó hướng tâm trí người đọc vào sự suy ngẫm về tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt. Bài thơ còn thể hiện sự vận dụng ca dao một cách sáng tạo của Chí Lan Viên. Hình ảnh con cò trong ca dao chỉ là điểm xuất phát. Mẹ là người cho con sự sống, nuôi con lớn khôn về cả thể xác lẫn tâm hồn. Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ, và cánh cò ở đây lại là khát vọng sáng tạo, ý chí vươn lên. Cánh cò trong những lời ru lại mang những suy nghĩ, triết lý sâu sắc. Con sẽ lớn lên và đi trên con đường của chính mình. Con sẽ không ở bên mẹ nữa, nhưng con biết có một chân lý cuộc đời không bao giờ thay đổi. Dù ở gần con, dù ở xa con, lên giường xuống bể, con sẽ tìm con, con mãi yêu con. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. Ôi tình mẹ bao la biết mấy, cho dù khi con còn tầm bé cho đến lúc trưởng thành, mẹ vẫn luôn dõi theo những bước đi của con trên đường đời. Mỗi lần con vấp ngã, mẹ sẽ luôn ở bên con, sẽ là động lực để con đứng dậy và tiếp tục bước đi trên chính đôi chân của mình. Nhưng dù con có khôn lớn, con có đi hết trăm núi, ngàn khe, nhưng có bao giờ con hiểu hết lòng của mẹ?
con đi trăm núi ngàn khe, chưa bằng một nỗi tái tê lòng bồng. Cho dù con đã trưởng thành, đã từng nếm trải nhiều lẽ của cuộc đời, thì bao giờ con cũng là con của mẹ, và mẹ sẽ luôn mong muốn che chở, bao dung con ngay từ khi con còn bé thơ. Một triết lý của cuộc sống, nhưng sao vẫn rất nhẹ nhàng. À ơi, một con cò thôi, con cò mẹ hát, cũng là cuộc đời, vũ cánh qua nôi. Ngủ đi, cho cánh cò, cánh vạc, cho cả sắc trời, đến hát, quên nôi. Hai tiếng à ơi quen thuộc, trong những lời ru, được cất lên thật mượt mà, chỉ là một con cò trong lời mẹ hát thôi, thế nhưng có biết bao điều, vừa gần gũi, vừa sâu xa. Khi cất lên những lời hát ru là lúc mẹ gửi gắm trong cánh cò cả cuộc đời mẹ, có những cay đắng lẫn ngọt bùi. Mặc dù chỉ lan viên không nhắc đến những niềm trải của cuộc đời mẹ, song những câu thơ của ông cho ta hiểu thêm rằng trong cánh cò kia chất chứa những nỗi nông sâu của cuộc đời mẹ. Bài thơ Con Cò được xây dựng bằng bút pháp nghệ thuật độc đáo. Trước hết, về thể thơ, tác giả sử dụng thể thơ tự do bởi nó có biểu hiện nhiều cung bậc cảm xúc một cách tự nhiên, linh hoạt. Tuy tác giả không sử dụng thể lục bát quen thuộc, nhưng bài thơ vẫn mang âm hưởng nhẹ nhàng, tha thiết của lời ru. Bài thơ không đơn thuần là một lời hát ru, mà còn là những triết lý về cuộc đời. Nó hướng tâm trí người đọc vào những suy ngẫm về tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt. Bài thơ còn thể hiện sự vận dụng ca dao một cách sáng tạo của Chí Lan Viên. Hình ảnh con cò trong ca dao chỉ là điểm xuất phát, khơi nguồn cho cảm xúc và những lý tưởng phong phú của tác giả. Hình ảnh con cò trong bài thơ này thiên về ý nghĩa biểu tượng, mà ý nghĩa biểu tượng không phải lúc nào cũng rành mạch, rõ ràng. Tuy hình ảnh con cò trong bài thơ gần gũi, quen thuộc, nhưng nó vẫn hàm chứa những ý nghĩa mới mẻ và có giá trị biểu cảm cao. Trong vũ trụ còn lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim của mẹ. Thật vậy, thứ vĩ đại nhất, cao cả nhất, thiêng liêng nhất là tình cảm mẹ dành cho con. Mẹ, hai tiếng cất lên ngọt ngào, sâu đậm, thiết tha. Tình cảm mẹ dành cho con là bao la, rộng lớn, thật đúng cho câu hát. Lòng mẹ bao la, như biển Thái Bình xà xào.